Cuối tuần vui vẻ không mọi người ơi, kỳ này Ngáo sẽ review lại các bộ phim mới xuất hiện đây ha, bao gồm Chỉ 13, Shazam, Vô Ảnh và Dumbo. Đầu tiên xin cảm ơn nhà tài trợ Remitano đã hỗ trợ Ngáo thực hiện video clip. Mong là những người bạn của Ngáo vẫn sẽ luôn hài lòng với sàn giao dịch Bitcoin uy tín nhất Việt Nam này nha. Bắt đầu thôi. Chỉ 13, những tay đua cử phách. Coi hết bộ phim xong tôi vẫn tưởng đây là các anh hùng xa lộ, phóng xe không ngoái đầu chứ. Anh nào anh ấy đều cua thiệt là gắt á. Đội nón bảo hiểm trước khi nghe review nha các bạn. Khúc này gắt lắm đó. Ngay đầu phim khán giả đã được gặp một cú cua nhẹ, trai đẹp kẽm gai vẫn còn sống. Sau khi anh ăn đạn tới lủng phổi trong phần trước, thì qua thấy phần này, anh vẫn bán hủ tiếu ngon lành. Tin mừng cho các fan nữ hâm mộ nha. Gặp lại kẽm gai, khán giả cũng nhận ra một bà chị 13. Tuy vẫn còn trọng lượng trong giang hồ, nhưng vì anh em nghĩa đoàn nên đã rửa tay gác kiếm, mở quán bar làm ăn lương thiện rồi. Nhưng mà ở đời á, ra chơi đâu phải muốn nghỉ là nghỉ, đánh hết ván cờ với anh hát hổ đã nha. Anh này cũng là một tay lái lụa, trình độ chắc cũng phải cỡ các tay đua quay tàu chuyên nẹt bô biểu diễn. Ngoài mặt anh nhỏ nhẹ, ân cần bàn chuyện giàn hòa, quay lưng đi một cái là kêu nguyên đám đàn em quậy tưng bừng quán bar của bà chủ, đánh lén, đâm lén, thậm chí là chơi mét công an luôn. Gặp anh đúng là phải cài nón bảo hiểm thiệt chặt rồi đi thẳng mà. Vô đây chị tiêu rồi. Mà anh gắt 1 á, thì đàn em của anh gắt 10, bi lông và hồng phất nữ. Còn có những thân phận được cài cắm và nguy hiểm hơn người đàn anh của mình gấp nhiều lần. Bên phe của bà chị 13 cũng không hề kém về độ lãng lách đánh võng. Qua phá nhà chị họp bàn với nguyên team Bảy Gà, Vi Cá, Hoàng Hí Hửng là một vở kịch thiệt lớn, coi ai có trầm trồ không, giả vờ cãi lộn chia phe. Chị tìm cách dụ hắc hổ vào bẫy, ai ngờ giải nghệ còn chưa lâu mà côn đã mòn thắng đã nát, cua gắt thành ra đập mặt. Chị định bắt cọp, ai ngờ bị bóp lại. Thành ra đệ tử chị uống nước biển thay cơm, còn người yêu chị thì được ngâm nước biển luôn rồi. Chị 13 mang sắc thái hài hước nhẹ nhàng, đề cao tinh thần anh em bạn bè và cả tình cảm thân thiết giữa các đoàn thể trong xã hội nữa. Khá thú vị và phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Bà con có thể đi coi từ ngay hôm nay rồi nha. Shazam, quá xàm. Nhưng mà hay. Dành cho ai nghe không rõ thì tôi nói là quá xàm nữa nha bà con. Tại vì tôi chưa từng thấy siêu anh hùng nào lại xàm xí tào lao như vậy á. Đít buôn thì không tính tại chú 18 cộng lận. Ở đây mấy cháu nó 13 cộng thôi. Nhưng hài hước đủ kiểu thiếu niên nhi đồng nha. Góp phần tạo nên màu sắc vui nhộn cho Shazam chính là tình bạn giữa Billy Batson và cậu bé Freddy. Coi nguyên một đống trò thử nghiệm sức mạnh của hai đứa nó thôi là cười muốn bệnh rồi. Zachary Levi thể hiện quá xuất sắc vai Shazam. Nhiều khi méo biết anh với thằng cu 15 tuổi ai trẻ trâu hơn ai nữa. Đảm bảo anh chết vai Shazam này luôn rồi đó. Còn cậu bản thân Freddy thì duyên quá duyên, trôn Billy, trôn tụi ăn hiếp, tới nỗi bị ác nhân Sivana bắt mà anh cũng lầy được nữa. Cả những nhân vật phụ trong phim cũng cực kỳ thú vị. Cô em út không biết giữ bí mật, siêu đáng yêu. Rồi ông già Noel xui xẻo, chạy tới đâu là đụng ác nhân tới đó. Khổ thân méo liên quan gì Shazam mà cũng bị dí chạy thế mẹ suốt ngày. Shazam là một bộ phim quá hài hước và thú vị. Mặc dù đoạn cuối đánh boss vẫn chưa phê lắm, nhưng chắc là để dành cho mấy phần sau đó. Mở màn như vậy là quá thành công cho DC rồi đó. Vô Ảnh, 5000 sắc thái trắng đen. Bộ phim phải nói là y như bộ bức tranh thư pháp của Trung Hoa vậy đó. Quá sức đẹp và tinh tế. Chỗ cần trắng thì trắng, mà chỗ cần đen thì đen. Lại có những chỗ trắng trắng đen đen lẫn lộn hết sức huyền bí. Nói chung là tất cả cũng chỉ để nổi bật lên màu da người và màu máu đỏ thẫm, từ đó bật lên tư tưởng và ý nghĩa của bộ phim. Nói về vẻ đẹp của phim Trương Nghệ Mưu thì chắc nói cả ngày không hết. Thôi các bạn cứ ra rạp tận hưởng cho hết độ trầm mặc trong bức tranh mà Trương Tiền Bối đã vẽ ra nha. Về phần nội dung thì ở trong thời chiến tranh, ám sát là chuyện diễn ra như cơm bữa, cho nên các bậc cao nhân quý tộc đã nghĩ ra một tuyệt chiêu nuôi thế thân từ từ xài, gọi là ảnh tử. Mấy anh thế thân này được nuôi dưỡng từ nhỏ, có dung mạo tướng tá y chang bản gốc, thậm chí cascader chuyên nghiệp của đô đốc Tử Ngu còn được đắp luôn vết thương, đắp thuốc cho thú xịt thành sẹo, vậy là khỏi ai nghi ngờ. Nhưng mà hơi ghê. Cao trào của phim chính là trận tỉ thí sinh tử giữa ảnh tử và đại tướng quân địch cùng kế hoạch cướp lại thành Cảnh Châu của quân đội phái quốc. Tất cả diễn ra trên nền nhạc của màn đại chiến tam thập lục cầm giữa đô đốc Tử Ngu và cô vợ Tiểu Ngải, khiến cho một trường đoạn phim trở nên vô cùng nghẹt thở và ấn tượng. Một bộ phim sâu sắc, đặc biệt là ở phần hình ảnh và âm thanh. Hãy ra rạp để thưởng thức bộ ảnh liền đi ha. Dumbo, chú voi bay nhưng mà phim khó bay à.
Phát pháo đầu tiên của nhà Disney trong loạt phim chuyển thể hoạt hình có vẻ chưa đáp ứng được hết kỳ vọng của khán giả. Dumbo chú voi bay dưới sự lèo lái của đạo diễn kỳ lạ Tim Burton hóa ra lại là phim ít kỳ lạ nhất của ông từ trước tới nay. 30 phút đầu phim gần như là màn tái hiện lại phiên bản gốc của Dumbo, để khán giả vừa cảm thấy thân thuộc lại vừa từ từ làm quen với những nhân vật mới như anh cựu quân nhân Holt và hai đứa con Millie và Joe. Gia đình của anh Holt được thêm vào so với bản gốc để tăng thêm chiều sâu cho phim, khi mà hai đứa con của anh cũng mồ côi mẹ từ nhỏ, cho nên rất đồng cảm với tình cảnh cô đơn của Dumbo và tìm mọi cách giúp cậu thể hiện được tài năng. Nhưng tới khi lão tài phiệt Van der Veer xuất hiện, đoạn này thì bắt đầu ông Tim Burton ông tự biên tự diễn rồi nha, hoàn toàn khác với nguyên gốc luôn. Cho nên khán giả sẽ bắt đầu theo dõi một chuyến hành trình mới lạ, tráng lệ và cũng cực kỳ hồi hộp. Đáng nhớ nhất chính là cặp đôi Dumbo Eva quá đáng yêu nha bà con. Một cô thì đẹp lộng lẫy, còn một bé thì đáng yêu quá mức cho phép. Hai người cứ xuất hiện là khán giả trong rạp xiếc và rạp phim đều cảm thấy phấn khích. Dumbo là một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm và ý nghĩa, tuy nhiên lại không đủ xuất sắc và ấn tượng như cái cách mà Disney đã mang lại Người đẹp và quái vật 2 năm trước đây. Rồi đó, 4 bộ phim 4 sắc thái mọi người tha hồ thưởng thức ở rạp phim nha. Một lần nữa, xin cảm ơn nhà tài trợ của kênh Ngáo Remitano, nơi mọi người đều có thể chơi coi kiếm tiền ha. Hẹn gặp lại các bạn trong một tháng 4 đầy rẫy những phim bom tấn rất sớm thôi.